Sau hơn 2 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành bổ sung thêm nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án này. Cụ thể, tại phiên tòa, một số người bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, hội đồng xét xử nhận thấy cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ số tiền thực tế mà bị cáo Hu Minh Dung, tức Saga người Đài Loan, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư Khải Thái cùng với các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt các bị hại. Tại phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên. Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan điều tra nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung.